Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại UTV. Và như các bạn có thể thấy ở trên bàn của mình là một cái chiếc iPad Gen 6 và nó bị vỡ khá là nhiều. Đây, mình có thể chỉ cho bạn xem những cái phần này. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cách để chúng ta có thể thay kính cảm ứng của iPad Gen 6. Và đặc biệt là cái con iPad này á, thì nó chỉ bị mất cảm ứng thôi, chứ màn hình vẫn lên bình thường nha các bạn. Và đây sẽ là cái phần kính cảm ứng mà mình dự định thay. Ok, xoay ra mặt trước mặt sau để các bạn có thể cùng xem. Rồi, bây giờ mình sẽ bàn giao cho anh kỹ thuật. Thì đầu tiên anh ấy sẽ tiến hành tắt cái phần màn hình này ra trước. Và đối với những cái chiếc iPad thì thường Apple họ sẽ dùng keo chứ không dùng ốc, cho nên là chúng ta phải hơi nhiệt trước nha. Và đây sẽ là cái phần màn hình sau khi đã được tắt ra. Và các bạn có thể thấy thì khi mà cái chiếc iPad này nó bị vỡ thì cái phần kính cảm ứng gần như là nó rời hẳn ra khỏi màn hình luôn. Đây, và phần màn hình mình sẽ để sang một bên và tiếp tục chúng ta sẽ tách cái phần socket cảm ứng này ra. Ok, và sau khi tách ra xong thì ở trên cái phần cảm ứng cũ thì chúng ta sẽ có một cái touch ID, nó sẽ được gắn ở phía trên này. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ tháo ra để tí nữa mà lắp sang cái phần màn hình mới nhé. Và đây sẽ là phần kính cảm ứng mới. Và bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ kết nối nó vào trong phần main để chúng ta tiến hành test cảm ứng. Rồi, và cái phần màn hình nó sẽ được đặt vào trong khung như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test nhé. Và đây các bạn có thể thấy chiếc iPad của mình thì hoàn toàn lên được sáng màn hình, không có bị mất chi tiết gì cả. Và sẵn tiện đây thì anh kỹ thuật cũng sẽ vệ sinh luôn để tí nữa chúng ta sẽ lắp vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở lên nè và cùng thử nhé. Ok, và đây sẽ là cái phần test thử màn hình của cái chiếc iPad của mình. Và như các bạn có thể thấy thì tất cả những cái icon được ghi trên màn hình thì nó gần như rất là ngon lành và không có cái hiện tượng là bị đứt nét. Rồi, bây giờ thì sẽ tháo ra và chúng ta sẽ tiếp tục cố định lại cái phần Touch ID lúc nãy vào trong cái phần kính cảm ứng mới. Và cái công việc này các bạn phải cực kỳ cẩn thận nhé. Tại vì Touch ID mà chúng ta đặt lên cái thứ nhất thì nó xấu và sẽ không có tiếp xúc cảm ứng tốt được. Nó không có nhận diện tốt được, cho nên là phải cẩn thận cái phần này. Rồi, và sau khi đã chuyển cái Touch ID sang xong thì bây giờ anh kỹ thuật sẽ tiến hành vệ sinh lại một lần nữa cái phần màn hình của mình trước khi mà chúng ta lắp nó vào. Ok, và bây giờ sẽ kết nối cái phần màn hình của chúng ta vào nhé. Và sau khi cái phần màn hình đã được bắt vào xong thì bây giờ cái phần viền xung quanh sẽ được bôi keo để chúng ta có thể cố định cái phần cảm ứng lại. Tại vì như mình đã nói thì Apple họ cố định bằng keo mà, cho nên bây giờ chúng ta phải bôi keo trở lại. Rồi, và từ từ cẩn thận đặt cái phần màn hình này vào. Rồi, và sau khi chúng ta đặt xong thì bây giờ anh kỹ thuật sẽ mở lên và chúng ta tiến hành test lại cảm ứng một lần nữa cái chiếc iPad của mình nhé. Rồi, và ok, như vậy thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn cách thì chúng ta có thể thay được kính cảm ứng của iPad Gen 6. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như các bạn có nhu cầu thay kính cảm ứng của iPad thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video rồi. Và các bạn hãy truy cập vào đó để chúng ta cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.